Dạ, thưa thầy, có câu hỏi ạ. Dạ thưa thầy, làm sao để thấy rõ pháp tánh? Con xin thầy cho ví dụ, con cảm ơn thầy. Pháp tánh á, thì tất cả pháp đều là pháp tánh, tất cả pháp á, đều đều là pháp tánh hết. Nhưng mà tại vì mình lại cứ khi qua cái ý thức của con người đó thì nó thường là nó hình thành một cái khái niệm, rồi từ cái khái niệm đó nó lại hình thành cái tư tưởng, rồi tư tưởng là hình thành quan niệm. Cho nên á, khi mình nhìn mọi sự mọi vật á, là mình nhìn qua cái quan niệm của mình, nhìn qua cái tư tưởng của mình, nhìn qua cái khái niệm của mình, chứ không phải là trực tiếp là cái pháp đó. Chứ còn á, pháp từ nó đó là thực tánh, pháp nào cũng từ nó là thực tánh hết. Bây giờ mình nhìn cái gì, thấy cái gì, nghe cái gì, tất cả mọi cái nó là đều thực tánh cả. Khi mà mình chưa có xen vào đó cái khái niệm, cái tư tưởng, quan niệm của mình vào đó. Ví dụ như bây giờ cái ly này là ly này thì nó là thực tánh đó. Nhưng bây giờ qua mỗi người á thì cái ly này lại là mỗi khác. Người thì nói cái ly này thế này, người thì nói ly này thế kia. Mỗi người đều là có một cái ý, cái niệm của mình về cái ly này, cho nó không không còn là cái ly này nữa, mà lúc đó là cái ly trong ý niệm của mỗi người. Thì khi mà cái ly mà nó nằm trong ý niệm của mỗi người á, thì lúc đó là không phải là thực tánh, mà lúc đó là cái mình đặt cho nó, mình gán cho nó, mình dán nhãn cho nó, chứ không phải là thực sự là nó. À, còn thực sự là nó tức là thực tánh, chứ không phải là cái gì khác. Không phải là mình tìm trong cái này cái tánh của nó ra làm sao. Thực ra là tánh tướng thể dụng gì á, là nó đang đang sẵn ở đó hết. Tánh tướng thể dụng gì nó cũng đều đúng như nó đang là hết. Nhưng mà mình á, mình mới là tưởng là, rồi cho là, rồi muốn phải là, mong sẽ là theo theo ý mình. Mà mọi người đều có cái tưởng là, cho là, muốn phải là, mong sẽ là theo ý mình. Vì vậy cho nên á, lúc đó mình không thấy được cái thực tánh của vạn pháp. Đó. Thì hễ mà thực tánh á, trong thực tánh á, thì nó cũng là thực tướng, thực thể, thực dụng luôn. Tánh tướng thể dụng gì nó đã trọn vẹn ngay trong chính nó rồi. Cho nên nó thầy mới thường hay nói rằng không phải là mình thấy pháp, mà là mình trả pháp lại cho pháp. Thầy hay dùng cái từ là trả pháp lại cho pháp. Trả pháp lại cho pháp tức là pháp làm sao thì là vậy, chứ không phải là pháp qua cái khái niệm, cái tư tưởng, cái quan niệm của mình. Đó. Mà con mình sống á, thí dụ bây giờ mình đọc kinh, rồi một bài kinh tứ niệm xứ thôi, mà thiền sư này á thì là dạy thiền kiểu khác, thiền sư kia thì dạy thiền kiểu khác, là bởi vì sao? Là bởi vì bài kinh tứ niệm xứ đó, đó nó đã hình thành quan niệm qua cái nhận thức của cái vị thiền sư đó, cho nên vị thiền sư đó mới nghĩ rằng là thiền tứ niệm xứ là thế này. Bây giờ thầy tức cười là ai cũng nói rằng là con đang đi hành thiền Vipassana. Nhưng mà thầy thấy là đa phần là đang hành theo một quan niệm, chứ không phải thực sự hành Vipassana. Bởi vì nếu thực hành Vipassana đó thì nó không qua cái gì cả. Nó trực nhận pháp như nó là, hoặc là nhìn pháp nhưng mà như không. Tức là trông thấy chỉ thấy, trông thấy chỉ thấy, trông nghe chỉ nghe, chứ không phải là thấy cái này như thế nào, nghe nghe cái này như thế nào. Đó. Còn khi mà mình đã nghe cái này như thế này như thế kia đó, thì lúc đó mình đã là xen vào cái tưởng là, cho là, muốn phải là, mong sẽ là rồi, chứ không phải là thấy pháp như nó là. Đó. Thành ra mình cứ tưởng là thực tánh là cái gì, mình cố mà tìm, mình cố thiền đồ này kia đủ thứ hết để mà thấy thực tánh.
Thực ra là đó là thực tánh ảo. Còn thực tánh là thấy ngay. Thực tánh là thấy ngay. Chưa qua cái gì hết á, thấy liền, thấy ngay á, là đó là thực tánh. Mà hệ mà lát nữa nó qua thêm cái khái niệm tư tưởng quan niệm nữa là hết thực tánh. Lúc đó là cái tướng vọng. Đó là cái vọng tướng mà mình đang gán cho nó, gán cho cái pháp đó. Có phải dễ hiểu không? Rất là dễ hiểu. Cho nên đừng có nghĩ rằng mình phải cố đi tìm thực tánh đâu cả. Chỉ cần tâm mình rộng lặng trong sáng thì tất cả pháp đều hiện ra thực tánh của nó. Đó. Không phải là mình tìm thực tánh của nó, mà khi tâm mình rộng lặng trong sáng thì tất cả thực tánh tự hiện ra. Còn nếu mình nhìn qua khái niệm tư tưởng quan niệm của mình á, thì lúc đó nó chỉ thấy cái pháp đó đó qua cái khái niệm tư tưởng quan niệm của mình mà thôi. Đó. Rồi. Trong cuộc sống hàng ngày, con thường gặp những điều không như ý mình và khiến con rất nóng tính. Nhưng con không thể hiện ra bên ngoài cho mọi người biết, mà con tự kiềm chế bản thân lại. Nhưng nhiều lần như vậy, con có đang nhu nhược không ạ? À? Làm sao để học cách tu tập với những cảm xúc và cái sân này ạ? À? Kiềm chế sân thì cũng tốt. Trong một số trường hợp thì mình phải kiềm chế. Thí dụ như là đứng trước một cái người to con mà mình đòi đánh họ đó, thì họ đánh cho một cái là mình tiêu lượng. Cho nên là có lúc đó phải kiềm chế thôi. Họ nói gì thì nói, lúc đó mình phải kiềm chế thôi chứ không có cách nào khác. Thì trong một số trường hợp là mình phải kiềm chế. Tuy nhiên á, vấn đề là mình thấy rõ cái sân, chứ không phải là dẹp bỏ cái sân, mà mình thấy rõ cái sân, cũng là thấy rõ tánh tướng thể dùng của nó như thế nào. Nó sinh như thế nào, diệt như thế nào, nó có cái mặt lợi gì, nó có mặt hại gì. À, mình phải thấy rõ, thật rõ nó thì mới được. Thì á, trong đạo Phật á, thì nó có ba cái yếu tố, đó là giới, định và tuệ. Thí dụ như giới đó, thì thay vì mình chửi lại á, thì bây giờ mình giữ giới cho nên mình không có chửi. Thì cái đó, cái giới lúc đó đó là nó mang tính chất là chế ngự. Rồi cái thứ hai là định. Thôi thì ai chửi gì chửi, mình tâm mình định lại thì mình sẽ không có chửi lại. Đó, để định. Nhưng mà muốn thực sự là diệt muốn thực sự là không khởi lên cái sân á, thì phải là tuệ. À, giới với định á thì nó chỉ là phụ hỗ trợ thôi, còn tuệ là chính. Tuệ đó mình ổn định để mà lắng nghe, để mà quan sát, để mà cảm nhận cái sân đó nó như thế nào, cái sân đó nó xuất hiện như thế nào. Và mình chỉ quan sát thôi á, một hồi mình sẽ thấy được cái nguyên nhân của cái sân đó, hậu quả của sân đó như thế nào, và sân đó đang diễn biến như thế nào, thì mình đều thấy rõ đó. Thì cái mà thấy rõ đó đó thì nó sẽ là diễn biến như thế này. Lúc đầu á là mình nổi sân lên quá trời rồi, nổi sân lên rồi hành động đủ thứ, rồi sau đó đó vì cái hậu quả của cái hành động đó cho nên mình mới bắt đầu mới ngồi mới xét lại mới thấy ra là mình có sân. Tức là sân qua rồi là cái đó mới thấy yên yên, lúc đó tâm yên yên rồi mới thấy là mình có sân. À, rồi nếu mà mình vẫn thường quan sát rõ biết thì dần dần á là sân đến cao độ á là mình thấy, cho mới sân này chưa thấy, nhưng mà khi nó sân lên cao độ rồi mình mới thấy. Rồi mình vẫn tiếp tục là quan sát cái sân của mình á, thì đến một lúc á là sân nửa chừng là mình đã thấy rồi. Rồi cứ quan sát tiếp thì một ngày kia là sân khởi lên là mình thấy liền. À, mà hễ mà nó diễn ra thật là rồi mình mới thấy á, thì lúc đó hậu quả mình đã
nhận cái hậu quả rồi. Nếu mà khi cao độ mà mình thấy được á, thì nó sẽ bớt đi cái phần sau đó. À, còn nếu mình nửa chừng mà mình thấy được á, thì nó lại càng bớt đi cái hậu quả nó gây ra. Mà nếu mà nó mới khởi lên mà mình thấy liền á, thì nó rất là dễ diệt. Tức là thấy khởi lên cái mình thấy liền thì nó diệt liền. À, cho nên á, nó mới có trường hợp là sân sinh, rồi trụ, rồi diệt. À, nhưng mà đến một cái lúc mà cái chánh niệm tỉnh giác tròn vẹn, độ tròn vẹn cao á, thì sinh là diệt. Khi mà đầy đủ chánh niệm tỉnh giác á, thì nó mới sinh là nó diệt liền. Và chánh niệm tỉnh giác mà thật sự tròn vẹn á, thì không sân. Bởi vì khi đó có cái nghịch cảnh gì đến á, thì mình đã biết trước rồi, biết trước cái tâm mình, tức là lúc nào mình cũng biết rõ cái tâm mình. Cho nên á, khi cái chuyện nó xảy đến á, mình đã biết rõ tâm mình trước rồi. Do đó mà khi cái chuyện xảy ra đó, tâm mình vẫn đủ bình tĩnh để không sân. Đó là cái cách mà mình quan sát hay là lắng nghe hay cảm nhận cái sân của mình. Chứ còn ngay đó mà mình muốn dẹp nó, thì trong trường hợp mà mình chế ngự để vì cái hoàn cảnh mà mình phải chế ngự, thì cái đó là mình giống như mình chế ngự cho yên vậy thôi, để cho yên vậy thôi. Nhưng mà sau đó vì cái người đó mạnh hơn mình rất nhiều, cho nên có khi mình rình mình đánh nó một cái sau lưng thì lúc đó nó lại khác. Tức là mình tưởng là mình hết hết sân rồi, nhưng mà thật ra không phải, vì mình tạm chế ngự đó thôi. Đó, tạm chế ngự đó thôi, nhưng mà có dịp là mà trả thù được là mình đã thù ngay chẳng hạn vậy. À, cho đó mình muốn là thực sự thấy sân á, là mình cứ phải quan sát, lắng nghe, cảm nhận nó, để cảm nhận thực á, để cho mình thấy được sự sinh diệt, cái mặt tốt mặt xấu, mặt gì như thế nào đó, mình phải thấy cho nó rõ. À, chứ cái đạo Phật của mình á, nó khác với một số cái tôn giáo khác á, là các tôn giáo khác là họ rèn luyện bằng cách này cách kia để mà họ chế ngự, để họ đạt được những cái trạng thái nào đó. Nhưng đạo Phật thì không dùng cách đó, bởi vì Đức Phật ngài thấy rất rõ là chỉ có một cách duy nhất, đó là mình rõ biết nó thì mới được. Khi mình rõ biết nó thì mình không cần diệt nó nữa, mà nó cũng không ảnh hưởng gì cả. À, nó không tạo ra cái tai hại gì cả. Kính thưa sư ông, làm sao để có thể từ bỏ sự tham ăn uống dù đã được đủ đầy vật thực, và làm sao để con có được chánh định mỗi ngày? Con xin cảm ơn sư ông. Cái này thì vẫn thật ra là tại vì mình nôn nóng thôi. Cho việc và cái chính vẫn là cái cốt lõi vẫn là quan sát, lắng nghe, cảm nhận. Cái tham ăn á, thầy là người tham ăn à, hồi nhỏ cho nên bây giờ là đang bị bệnh đường ruột. Đó là vì sao? Là vì hồi nhỏ tham ăn. Không biết vì sao mà không biết cái đó là phước hay là tội mà hồi nhỏ là ăn cái gì cũng thấy ngon hết trơn á, cho nên là ăn quá trời quá đất, ăn xong rồi lát nữa cái là ăn nữa, ăn hoài. Cho nên ông thân của thầy á cứ la hoài. Thầy á thì có một người anh, mà người anh á thì lớn tuổi hơn thầy hơn một giáp. Cái người anh đó đó lại là bây giờ không ăn gì được hết á, không ăn gì được hết. Mà trong khi đó thì thầy thì ăn cái gì cũng mới ăn mà sao nó đói lại liền mau quá. Cho nên nó tham ăn. Cái ông thần thầy là ăn gì mà ăn dữ vậy? Cái bà thần nói thì đó, có thằng anh nó đó, bây giờ nó ăn không được, bây giờ nó biết ăn cho nó ăn đi. Nó ăn được cho nó ăn đi. Cho nên thầy được ăn thoải mái. Nhưng mà cũng vì ăn thoải mái đó cho nên á, rồi có lần như thế này nữa. Thầy thích ăn chè đậu xanh á, ở ngoài Huế người ta gọi là chè đậu xanh đánh, người
người người Bắc hình như gọi là chè kho rồi gì đó, phải không? Chè kho thầy thích lắm, nhưng mà mỗi lần cho được mình chén mà người Huế là lúc cúng giỗ rồi gì á thì múc mỗi chén nhỏ 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 vậy thôi, mọi người ăn một chén là thấy không ăn thua gì cả. cái bữa đó đó, bữa đó mới là mấy anh em trong trong nhà đó mới là thách nhau, thách nhau cái thầy thách là bởi vì sao? Thật ra là mình tham ăn mình thách là để mình ăn cho nhiều thôi. Nói tôi ăn được 10 chén rồi. Là vì mình ăn một chén thấy không thấm vào đâu, cho nên thách với mọi người đó, mấy người kia thách mỗi người ấy là một chén, mới nhường cho thầy hết trơn để thầy ăn. Trời ơi, ăn xong ăn xong cái bụng nó mệt dễ sợ luôn, nhưng mà cũng ráng ăn để mà thách đó, mình thách cho thắng mà. Cho nên là ráng ăn đó, đại khái cái tham ăn của thầy là như vậy á. Nhưng mà qua chính qua những cái điều đó mình lại học ra được cái tham ăn nó đến đưa đến cái tai hại như thế nào. À, thầy bị bệnh đường ruột một thời gian rất là dài, mà đến sau này á, cũng nhờ cái tham ăn mà bị bệnh đường ruột đó, mình mới bắt đầu là biết để ý xem thử là ăn cái gì, ăn như thế nào. À, thì hóa ra đó là chính cái bài học tham ăn đó nó là dạy cho mình bài học là phải ăn thế nào cho đúng, ăn như thế nào cho đúng. Vì vậy cho nên á, điều quan trọng là mình học bài học đó. Chứ bây giờ mình dẹp tham ăn đi á thì nó sẽ biến thể qua một cái tham khác. Cái lực mà tham ăn đó nó vẫn nằm đó. Mà mình không cho nó ăn á thì nó lại qua một cái, nó biến thể qua một cái loại tham khác. Đó. Cho nên bây giờ vẫn là theo Phật giáo vẫn là phải quan sát để thấy rõ nó. Quan sát để thấy rõ nó thì cái đó mình mới hiểu được cái tham ăn đó nó có cái tai hại như thế nào. À, thì khi đó mình mới là có thể thoát ly được cái tham ăn đó. À, trong cuộc sống có nhất thiết phải làm giàu để lo cho những người thân yêu của mình, hay chỉ cần bản thân tu tập thấy mình đang là trong mỗi giây phút hiện tại là đủ ạ? À, con xin cảm ơn sư ông. Cái này á thì kêu bằng cái gì, tức là đừng có cực đoan, mình đừng có cực đoan. Thí dụ như mình đừng có nói là mình không lo cho ai cả, mình chỉ lo cho mình thôi là một cực đoan. Mà nói rằng là bây giờ mình phải lo cho mọi người cho tốt đẹp á thì đó là một cực đoan. Cho nên ấy, mình cũng vẫn là phải quan sát, phải hiểu biết để mà xem thử là trường hợp nào thì mình nên giúp, trường hợp nào không nên giúp. Còn cái không phải là cái mà mình sáng suốt biết mình ấy, là ích kỷ. Mình sáng suốt biết mình thôi, chứ còn làm thì mình vẫn làm. Cái tâm mà mình mà vì tha chừng nào thì tốt chừng đó. Nhưng mà không phải là vì tha rồi mình lại vì tha quá mức đến cái độ mà mình xen vào cái người khác là không tốt. Ví dụ như bây giờ một trường hợp đơn giản là thế này thôi, cha mẹ có tiền nhiều cho nên á cho con là sống rất là thoải mái, rất là sung túc, mà có khi như vậy nó là đứa con lại hư. Thầy á, thầy là sinh ra trong thời chiến tranh bom đạn, ngay từ nhỏ đó là mẹ là phải cứ bồng xuống dưới hầm trú ẩn, không thôi là mà nghe tiếng máy bay hoặc là nghe cái tiếng hú hú của cái đài bác á là bồng xuống dưới hầm nằm ăn, nó không đủ ăn. Sống ở nhà quê là phải đi chân đất, mà đường thì đường bùn lầy đầy gai, hai bên là hàng tre cho nên là cứ gai đạp gai, sống trong cực khổ như vậy. Cho nên sau này khi mà thầy đi tu á thì là rồi thêm một cái nữa là sau đó bắt đầu đi học á, đi lên tỉnh đi học á, thì đi học khi thì ở nhà này, hồi xưa là ở
Cái thời thầy đó là thường là học sinh mà ở quê đó mà lên học ở tỉnh là ăn cơm tháng cái nhà nào đó, mình xin cái nhà nào đó mình ở, gọi là ở đầu ăn cơm tháng. Có khi năm này mình học mình ở cái nhà này, sang năm mình ở nhà khác đó. Rồi thì nhà người ta ăn cái gì thì mình phải ăn theo, cứ vậy thôi. Cho nên đó, hóa ra những cái đó lại là mình ngồi mình suy nghĩ lại, ủa thì hay, sao là hay quá vậy. Thì nó hợp với cái người tu, rất là hợp với người tu. Người tu là bây giờ sống cực khổ sao cũng được, ở với ai cũng được. Đấy là những cái đó giống như là pháp, pháp đã an bài sẵn cho mình đó, là trải qua những cái trải nghiệm đó để mình bây giờ khi mình tu là mình không có cần cái điều kiện gì cả, tức là sao cũng được. Mình thì sao cũng được. Mà bây giờ mình chỉ có, thầy cũng thấy rằng là cái mình sống để phục vụ. Thầy có một cái châm ngôn mà bắt chước trong cái cuốn Đức Phật và Phật Pháp đó, có cái câu châm ngôn là phục vụ để hoàn toàn và hoàn toàn để phục vụ. Phục vụ để hoàn toàn tức là mình muốn tu đến chỗ hoàn hảo đó, thì là bằng cách là phục vụ. Mà khi mà mình hoàn hảo rồi đó thì cũng là để phục vụ, tức là phục vụ để hoàn hảo, rồi hoàn hảo cũng để là phục vụ. Tuy nhiên á, cái phục vụ này á, cũng không phải đơn giản. Phục vụ là phải có trí tuệ và từ bi. Nếu mà từ bi không á, phục vụ với từ bi không mà không có trí tuệ á, thì lại nhiều khi hại người khác, cũng như cha mẹ thương con quá mà cho con là sống quá đầy đủ thì sau này nó rất là khó mà nên người, bởi vì nó không có biết chịu cực chịu khổ, nó không tự lập được, mà nó phải cứ phải nương tựa vào cái sự đùm bọc của người khác, thành ra nó trở thành hư hỏng. Do đó đó là không phải là mình cứ nai lưng mà làm để mà lo cho người này người kia. Mình chỉ sẵn sàng để khi nào cần là mình giúp đỡ thôi. Chứ không phải là lúc nào mình cứ phải giúp người này, phải giúp người kia, phải giúp người nọ, như vậy là cũng không đúng. Nên ấy, ví dụ như từ thiện là đúng, nhưng mà quan niệm từ thiện thì sai. Tức là mình đặt ra một quan niệm phải từ thiện thế này, phải từ thiện thế kia là sai. Mà từ thiện á, là cái tâm mình sẵn lòng để mà giúp đỡ người khác. Khi người khác cần thì mình giúp đỡ. Nhưng mà có trường hợp thì mình lại không giúp đỡ. Bởi vì giúp đỡ họ thì mình biết là nó chỉ làm cho họ hư hỏng thêm. Chẳng hạn như vậy thì cái đó mình phải sáng suốt để rõ biết. Chứ không phải là cứ nai lưng mà làm để mà... Giống như có mấy người mà rất là tội là mẹ đó thì thương người em trai, mà vì thương người em trai quá cho nên người em trai hư hỏng, cờ bạc rồi đàn điếm đủ thứ, rồi cứ hết tiền rồi cái là về xin mẹ. Mà bây giờ mẹ thì không, hồi trước có tiền thì cho, bây giờ hết tiền rồi á, thì cái người chị đó là phải làm, nai lưng mà làm rồi đưa tiền cho mẹ. Mà đưa tiền cho mẹ thì để giúp mẹ, mẹ lại đi cho cái đứa em hư hỏng á, là sống hư hỏng. Nó khổ vậy á. Cho nên bây giờ nói là có nhiều cái trường hợp. Nói chung là trong đời sống mình phải đủ sáng suốt. Cho nên nếu không á, thì mình cũng là... có khi mình nai lưng ra mình làm nhưng mà lại bị lợi dụng. Đó. Bạch thầy, nếu không có bản ngã thì ai hay cái gì sẽ đi tái sinh để nhận quả thiện hay ác do cá thể nào đó đã làm sau khi mất? Xin thầy khai thị cho con được rõ. Con xin cảm ơn thầy. Cái mình không phân biệt được cái bản ngã với lại cái một cái cá thể, một cái cá thể
mỗi sự vật đó đều là một cá thể. Ví dụ như là cái này là một cá thể, cái hoa đó là một cá thể, cái bàn là một cá thể, mặt trăng là cá thể, mặt trời là cá thể, tức là một pháp, một vật, một sự, một vật nào đó, thì cái đó nó có cái tính chất riêng của nó. Ví dụ như là cái ổi thì nó có tính chất của cái ổi, cây cam thì nó có tính chất của cây cam, nó đâu có bản ngã gì đâu. Nó đâu có bản ngã gì. Bản ngã đó, cái bản ngã đó là cái ảo tưởng mà mình tạo ra cho mình thôi. Ảo tưởng về bản thân mình, ảo tưởng về người khác, chứ thực ra những cái đó là mình tự gán nhãn thôi, tự gán nhãn cho mình thôi, cho trên thực tế nó không có. Cho nên thầy mới nói có một cái câu nói mà người ta nói rất hay đó. Người nói là cái gì đó, tức là khi sinh con á, sinh con rồi mới sinh cha. Cái này thầy có dạng lúc đầu là thầy có nói cái chuyện này rồi, tức là sinh con rồi mới sinh cha, sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông. Tức là khi sinh có con rồi mới tự nhiên mình thành cha, cho mình cũng vẫn là mình thôi chứ tự nhiên sao thành cha. Mà thành cha như vậy á, không phải cha sinh con mà chính con sinh cha, con sinh cha chứ đâu phải có cha sinh con. Bởi vì khi nó có con rồi thì mình mới là thành ông cha. Thì như vậy là tức là con sinh ra mình cái danh cha đó. Như vậy rõ ràng cha là một cái danh thôi, còn mình vẫn là mình. Cái cá thể, cái cá thể cha đó này, thì vẫn có mắt như thế này. Ví dụ như mắt cần thị một độ, thì đó là cái cá thể đó là cần thị một độ. Cái chân cao thì đó là cái chân cao. Người mập thì đó là người mập. Đại khái là vậy. Tức là cái cá thể nó đó như thế nào thì nó là như vậy. Đó. Còn cái cha đó là cái đó là mình tự gán vào. Rồi bây giờ vì mình có cái gán vào cái cha rồi, cái là mình làm cha, mình làm cha, mình đó, mình tỏ ra là cha, mình tỏ ra là thế này thế kia, thì đó là ảo tưởng. Cho nên thầy không nói là bạn ngạ, mà thầy nói là cái ta ảo tưởng. Thầy dùng cái ta ảo tưởng, tức là mình gán cho mình rất nhiều cái ta ảo tưởng đó. Gán cho người khác cái ảo tưởng, gán cho mình cái ảo tưởng. Ví dụ như giờ hai vợ chồng thì hai người khi kia là không có liên hệ gì với nhau hết rồi đó. Thì người nào độc lập người đó thôi chứ. Bây giờ tự nhiên lấy người đó, hai người cưới nhau về, cái người này trở thành chồng, người kia trở thành vợ. Chứ trong cái người đó đâu có vợ, trong cái người này cũng đâu có chồng. Đâu có chồng là cái gì đâu. Thì vẫn là người đó thôi chứ. Tự nhiên sao thêm cái chồng vô đó, tại sao thêm vô cái vợ vô đó. Thì tất cả những cái đó đó, nó là người, đó là mình kêu bằng chế định. Tức là một cái khái niệm mà chế định do con người đặt ra thôi, tạm đặt ra thôi. Nhưng mà bây giờ mình lại thấy mình là chồng, cho nên mình có quyền với vợ chẳng hạn. Hoặc là mình là vợ cho nên là chồng phải thế này thế kia. Thì đó là bản ngã. Bây giờ đó, thật ra là cái bản ngã đó là chính cái ảo tưởng thôi. Chứ không có thực cái gì là bản ngã cả. Nhưng mà cái cá thể thì vẫn có. Ví dụ như là cái hạt ổi thì nó lại là ra cái mầm ổi, rồi nó ra lá ổi, rồi nó ra cành ổi, nhánh ổi, ngọn ổi, nó cũng ra ổi thôi. Như vậy ổi nó có một cá thể của nó, tức là một pháp nó có một cái tính chất mà gọi là bijaniyama. Bijaniyama thì cũng giống như mình mà gọi là gen á, nó có cái gen của nó. Cái gen ổi là nó ra ổi thôi, chứ cái gen ổi nó không thể ra xoài được. Đó. Thành cái bija niyama là nó bảo vệ cái giống loài,
thì cái giống loài thì có. Còn cái ổi là thật ra là mình đặt ra thôi, ổi xoài rồi này kia là mình đặt ra. Nhưng mà mình có đặt ra là ổi đi nữa thì ổi nó cũng vẫn vậy thôi. Cho nên á, cái ổi á, thì nó lại tuân theo cái cá tính của cái ổi. Cho nó không có cái bản ngã ổi. Cho nên dù là nó cái ổi mà đứng bên cây xoài thì hai đứa cũng không có ganh tị nhau gì hết. Ổi cứ ra ổi mà xoài cứ ra xoài. Đó. Đứa nào ra trái thì cứ ra. Chứ còn không có ganh tị nhau gì cả. Nhưng mà con người bởi vì có cái bản ngã, có cái ta ảo tưởng vô đó, cho nên mới có những xung đột, có những cái thương yêu nhau, xung đột nhau, có thương, có ghét, có hận, có thù gì đủ thứ, là bởi chính vì cái ta ảo tưởng đó. Còn cái tái sinh á, là bây giờ cái ổi nó cũng vẫn tái sinh. Cái ổi nó cũng tái sinh theo cái giống loài của nó. Cái ổi nó chết đi, nhưng mà cái hạt ổi vẫn là sinh ra cái ổi khác. Nên thấy cái chuyện tái sinh á, thì lại là cái người nào vẫn là tái sinh theo cái người đó. Chẳng thể tự mình đang thế này mà tái sinh ra thành một cái khác. Mặc dù bây giờ mình có thể tái sinh thành con chó, nhưng mà cái con chó đó cũng là một dòng, một cái dòng diễn biến, một cái dòng diễn biến đúng với cái trật tự vận hành của nó. Đó. Chứ không phải là nó không phải thành cái khác. Nhưng mà nó cũng không phải là cái cũ. Do đó mình mới nói là nếu nói thường cũng không đúng, mà nói đoàn cũng không đúng. Đoàn tức là nó mất hẳn đi là cũng không đúng. Mà thường là nó cứ còn hoài cũng không đúng. Mà là một cái sự diễn biến, giống như mình thấy cái ổi là một sự diễn biến. Chứ không có cái ổi là cây nào cả. Cái ổi là một sự diễn biến từ cái hạt cho đến một cái cây lớn. Trong cái sự biến chuyển đó thì cái sự tái sinh đó, nó lại là cái dòng biến chuyển của cái, giống như biến chuyển của cây ổi, biến chuyển của cây xoài vậy thôi. Còn cái bản ngã thì ở trong đó mới là cái ảo tưởng của bản ngã đó, nó mới chịu một cái loại đau khổ của cái ảo tưởng đó. Giả sử như hai vợ chồng mà vẫn bình thường, xem nhau một cách bình thường, tôn trọng lẫn nhau, giống như ổi tôn trọng xoài vậy, thì không có vấn đề gì cả. Nhưng mà vợ thì bắt chồng vậy thế này, chồng bắt vợ vậy thế kia, cho nên chính cái ngã đó nó mới làm cho tạo ra những phiền não khổ đau. Đó. Cho nên nói là vô ngã là không, vô ngã ở đấy đó, tức là không có tự dán nhãn cho mình là cái gì. Mà mình là không cái gì cả, mình là một chuỗi diễn biến như bao nhiêu sự vật khác, đại khái là vậy thôi. Kính bạch thầy, con có đọc tuyển tập thư thầy thì thấy thầy có câu con phải yêu thương bản thân mình và quên mình đi. Con chưa hiểu vì sao yêu thương bản thân mình mà lại quên mình, mong thầy giải thích cho con. Con xin tri ân thầy. Tức là nó có một cái câu nói mà của Lão Tử rất là hay, là ngoài kỳ thân như thân tồn. Tức là bỏ cái thân mình ra ngoài thì cái thân mình mới còn. Tức là nếu mà mình mà muốn thương mình thật sự đó, thì mình đừng có quá chấp mình, đừng có chấp mình là thế này, mình là thế kia. Cho nên nó phải quên cái mà ta đi. Quên cái mình là quên cái mà ta đi. Thì lúc đó mới thật sự là thương mình. Chứ còn nếu mà mình cứ để cái ta nó vô trong á, thì mình sẽ cứ khổ hoài. Đó. Cho nên là nói là mình hãy thương mình. Mà thương mình á, thì phải quên mình đi. Câu nói Lão Tử nói những câu nói rất là khó hiểu. Nhưng mà khi mình sống thực tế, mình mới thấy là những câu nói rất là hay.
Hầu kỳ thân như thân tiên. Hầu kỳ thân như thân tiên, tức là mình cứ đứng sau, đừng có dành tới đứng trước, thì lại mình lại được mời ra trước. Đó. Rồi mình bỏ thân mình ra ngoài thì cái thân là lại còn. Đó. Mà mình cứ chấp cái thân mình là thế này thế kia đó, thì lại là chứ không, không quên nó đi, mà mình cứ mình là thế này mình là thế kia đó, thì mình chỉ rước lấy cái khổ thôi. Đó. Cho nên nếu mình thật sự thương mình á, thì đừng có cố chấp cái ta, quên cái ta đi. Kính bạch thầy, qua nghe pháp của thầy, qua câu đi biết đi, đứng biết đứng, ngồi biết ngồi, con thực hành như thế nào cho đúng? Xin thầy cho ví dụ, vì con thực hành hay thấy bản ngã xen vào, con xin cảm ơn thầy. Thì bây giờ cái biết á, bây giờ mình cứ biết cái đã. Ban đầu á, nếu mà mình trở về để mà soi sáng, để rõ biết cái thực tại thân thọ tâm pháp á, thì có thể là lúc đầu á, cái biết đó đó là có bản ngã. Nhưng mà cái biết nó cứ soi sáng mãi á, thì dần dần nó là phát hiện ra cái bản ngã đó. Nó sẽ phát hiện ra cái bản ngã đó. Cho đừng có vội là đừng có vội ngay từ đầu mà là muốn đúng liền. Có thể lúc đầu sai, có thể lúc đầu biết sai, nhưng mà cái biết á, nó biết từ điều chỉnh. Cái biết á, nó biết từ điều chỉnh. Tức là nó sai thì nó sẽ biết sai. Cho nên mà cái sai đó đó đôi lúc nó qua cái quả đó, qua cái hậu quả của nó đó, thì nó sẽ nhận ra cái sai. Vì vậy cho nên á, mình cứ biết đi thì mình trọn vẹn biết đi, ngồi trọn vẹn biết ngồi, làm việc gì thì mình trọn vẹn biết mình trong đó. Lưu ý một điều này, khi thầy nói là mình làm gì á thì mình phải biết rõ, thì nhiều người á lại nói là con làm việc thì con hoàn toàn chú ý vào cái công việc đó, con gần như là thu hút vào cái công việc đó. Thì như vậy là đúng chưa? Thì thầy nói không đúng. Không phải là biết cái việc đó, mà khi mình làm việc làm gì đó thì biết mình trong việc đó, chứ không phải là biết cái việc đó. Nhiều người ta biết, người ta làm vì người ta biết cái việc chứ. Thí dụ như giờ họ may thì họ phải biết là cái đường may ra là sao, rồi họ biết cái này cái kia này, nhưng mà cái biết đó có khi lại không biết mình. Cho nên á, cái quan trọng là biết mình trong khi may, chứ không phải là biết rõ cái may. Không phải biết rõ cái may, mà là biết rõ mình trong cái may. Mình khi mình may á thì mình làm gì? Ví dụ như nếu mình cái máy, nếu là cái máy may, mà hồi xưa thì không biết máy may bây giờ làm sao, chứ máy may hồi xưa là đạp đạp cái chân ở dưới á, cái chân dưới thì đạp, cái trên này thì mình cầm cái vải rồi phải kéo cho nó đúng về cái kim á, cái chỗ cái kim á đó, phải kéo cho đúng. Hồi xưa là may như vậy, thì á thì mình biết mình trong khi làm điều đó, chứ không phải là mình chỉ biết điều đó không thôi. Nếu mình biết điều đó không thôi á, thì mình lại hình như là hồi sáng hay lúc nào đó thầy có nói đó, lúc đó mình quá đặt nặng đối tượng mà mình quên là cái quan trọng là cái biết, chứ không phải là cái đối tượng đó. Mà cái biết á, thì biết cái đang là đó là cái thân đang là như thế nào, lúc đó thân đang là thế nào, lúc đó có cảm xúc gì, lúc đó tâm mình ra sao, thì là biết cái đó. Chẳng phải là, thì tất nhiên là khi mình sáng suốt mà biết mình á, thì cái việc làm đó mình cũng biết rõ luôn. Đó. Có những người khi nghe pháp thầy họ hiểu rất là mau, nhất là mấy anh tài xế. mấy anh tài xế là vì khi anh lái xe đó là anh phải biết trên đường đi như thế nào, nhưng mà cũng đồng thời biết là chân mình đang đạp ga đạp thắng như thế nào, rồi cầm cái
cái vô lăng gì đó như thế nào, đại khái là vậy. Thì lúc đó cái, tức là biết mình trong đó, chứ không phải là chị có biết cái việc đó không thôi. Thì do đó đó, do đó đơn giản là thế này thôi. Thường á là trong con người mình á, nó có, nó sẽ có hai hướng. Một hướng á, là cái tâm nó chạy ra, nó nắm bắt cái đối tượng bên ngoài, cho nên nó quên mình đi. Hai là cái hướng á, là trở về thấy rõ mình. À, cho nên là, cho nên mới nói là niềm thân trong thân, rồi niềm thân ngoài thân. Đó, là vậy. Nhưng mà bây giờ do mình á, là bị chi phối ở bên ngoài quá nhiều. Mình bị chi phối ở bên ngoài quá nhiều cho nên á, là mình quên mình đi. Cho nên thầy mới nói là cái đồ chánh niệm tỉnh giác là tỷ lệ nghịch với là cái đồ dính mắc ở bên ngoài. Tức là nếu dính mắc bên ngoài nhiều thì chánh niệm tỉnh giác ít. Nếu chánh niệm tỉnh giác ít thì dính mắc bên ngoài nhiều thì dính mắc bên ngoài ít, đó vậy đó. Chánh niệm tỉnh giác nhiều thì dính mắc bên ngoài ít. Cho nên á, cũng có khi lúc đầu á, người ta cứ phải chạy ra ngoài để mà tìm tòi bên ngoài rồi dính mắc bên ngoài. Nhưng mà dần dần á, dần dần mới thấy ra cái sai rồi buông dần cái dính mắc bên ngoài càng nhiều thì trở về tròn vẹn tỉnh thức với mình. Buông bên nhiều đó thì lúc đó cái tròn vẹn tỉnh thức là tốt hơn, tròn vẹn hơn đó. Còn mà nếu mà nắm bắt dính mắc bên ngoài nhiều á thì cái đồ tròn vẹn tỉnh thức nó sẽ ít đi. Vì vậy cho nên đơn giản là thế này thôi. Tại sao Đức Phật Ngài nói tinh tấn chánh niệm khi đi đứng nằm ngồi, khi hít thở, khi ăn uống, khi làm tất cả mọi chuyện gì về thân, hay là có cảm giác cảm xúc gì? Bởi vì cái cảm giác cảm xúc, tại sao niệm thọ? Niệm thọ bởi vì cái cảm giác cảm xúc của mình á, là nó rất là dễ lôi cuốn. Vui là nó lôi cuốn theo đó. Lạc là nó cứ lôi theo. Ví dụ như ăn ngon quá là cứ ăn tiếp vậy đó. Nhưng mà còn khổ là thì mình lại là đó, nó cũng bị cái khổ đó, nó cũng là làm cho mình bị gì bị trùng xuống đó. cho nên là mình phải biết rõ thân đang thế nào, biết rõ thọ đang thế nào. Còn nếu mà mình không biết rõ thân, biết rõ thọ đó, thì cái cảm thọ đó nó có thể đưa đến cái tình trạng là rối loạn cảm xúc. Đó. Rối loạn cảm xúc là bắt đầu vào tâm thần rồi đó. Đó. Rối loạn cảm xúc là một loại tâm thần rồi đó. Cho nên Đức Phật Ngài dạy là mình phải, không phải là không làm việc gì, không phải là chỉ tròn vẹn biết mình là không làm gì, mà tròn vẹn biết mình trong may vá, tròn vẹn biết mình trong lái xe, tròn vẹn biết mình trong khi ăn, trong khi đi. Đó, là tròn vẹn biết mình là biết cái đang diễn biến ra. Thì thầy gọi là cái mà đang diễn biến, thầy gọi đó là thực tại. Thế là mình phải rõ biết cái thực tại đó. Thầy nói cái này rất đơn giản mà, đâu có gì khó hiểu. Chưa, chút nữa. Oh yeah.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Bụt Sa Kia Thích Ca Mâu Ni. Con kính bạch Bụt, con kính bạch Đạo Tát, con kính bạch Thầy. Nam Mô Thầy. Dạ, con có một nỗi khổ đã 20 năm rồi. Nói lớn. Dạ, con có nỗi khổ 20 năm rồi mà con mạo muội con hỏi một câu là con có em dâu và con tâm sự em dâu. Mà em dâu mới nói là chị dâu con, mà con tâm sự như là chị em ruột trong gia đình, nhưng mà làm cho chị dâu con hiểu lầm. Chị dâu con rất là tốt, tiền bạc tình cảm tình nghĩa rất là tốt, nhưng mà chị dâu con hiểu lầm con nghĩ xin lỗi bà không có được. Bây giờ 20 năm rồi, anh con cháu con không có gặp, con đến thăm cũng không cho gặp, con gửi quà cũng không nhận, con đi đi tù qua Pháp hay đi đâu vậy thì nhận xong mà nó không có ăn đâu nữa đem tới. Rồi nó ăn con bận không có gặp được đâu. Thành ra cái đau khổ con thì con có thể theo với thầy, theo Bụt thì con ít đau khổ, tại con có anh của con và anh của mọi người cũng là anh của con, cháu con, cho nên con không có bị nặng nề, nhưng mà con chỉ khổ là chị con khổ và anh con khổ và cháu con khổ, và em dâu con thì nó dại dột, nó nói để mà nói chung, tại vì nó cũng có cái tánh nó chưa biết tu. Thành ra con muốn hỏi thầy là cái đó là do cái nghiệp lực hay là do cái phần số hay là do cái gì hay là con phải làm như thế nào, thầy có cao tuệ thầy chỉ cho con, hay là con cứ im lặng con sống để chờ cái duyên lành. Con tạ ơn thầy ơn Phật. Dạ. Không phải như vậy. Mình thường hay là gặp cái khổ cái gì đó đó thì mình cứ nói cứ đổ cho là nghiệp. Có lẽ mình phải thay đổi cái hiểu biết về nghiệp. Còn nếu không á là mình bây giờ mình cứ nói là cứ cái gì cũng là nghiệp hết trơn á. Gặp cái khó khăn gì đó thì mình cho là nghiệp. Gặp cái khổ gì đó mình cho là nghiệp, đại khái là vậy. Và thường thường là mình hiểu chữ nghiệp theo cái mặt xấu. Chờ cái nghiệp gì mà dữ quá rồi. Nghiệp đó thế này, tức là mình cứ đây cái chữ nghiệp nó bị hiểu là xấu. Thật ra cái Đức Phật mà ngài nói về cái nghiệp á thì không phải là để mà đánh giá là người này bình hoàng cho nên nghiệp nặng, người kia giàu có cho nên là nghiệp tốt. Chưa chắc giàu đã nghiệp tốt đâu. Chưa chắc nghiệp bình hoàng đã là nghiệp xấu đâu. Không phải, cái đó không phải là nghiệp. Cái đó đâu, cái đó mình không biết là cái gì. Trời, mình cứ thấy nó là vậy thôi. Cho nên nói là trông thấy chỉ thấy là vậy. Tức là mình chỉ thấy vậy thôi. Chứ đừng có đổ cho đó là nghiệp rồi gì hết á. Đạo Thiên Chúa thì tôi nói đó là ý Chúa. Chứ đâu phải nghiệp. Đó là ý Chúa chứ đâu phải nghiệp. Đó là ý của Thượng Đế. Mà ý Thượng Đế tất nhiên là tốt. Ý của Thượng Đế tất nhiên là tốt rồi. Không thể nào mà Thượng Đế có ý xấu với mình được hết trơn á. Còn nói là Pháp vận hành thì Pháp vận hành thì luôn luôn là nó chính xác. Pháp vận hành là luôn chính xác. Cho nên nó cũng thể đổ cho Pháp vận hành được. Đó. Vậy thì á, nghiệp thực sự là gì? Người ta quá đặt nặng cái nghiệp quả, nhưng mà quên rằng là cái nghiệp chính là nhân, chứ không phải là quả. Bây giờ này, cho nên người ta mới nói cái câu này rất là hay. Câu thầy hay nhắc đi nhắc lại hoài. Cảnh khổ là nấc thang cho bậc anh tài, là kho tàng cho những người khôn khéo, và là vực thẳm cho những kẻ yếu đuối. Vậy thì anh tài, khôn khéo hay là yếu đuối là do thái độ của mình, chứ không phải là do cảnh khổ. Không phải là do cảnh khổ. Giống như thầy này, thầy mà được ngày nay là nhờ thầy từ nhỏ đến lớn là toàn khổ. Thất bại đó. Thầy chuẩn bị học tiếng Anh, chuẩn bị đủ thứ để đi học nước ngoài, vẫn trong đầu vẫn cũng nghĩ như bao nhiêu người khác là mình phải đi học đầu tiến sĩ rồi về dịch kinh dịch sách rồi này kia. Nghĩ như vậy. Cuối cùng không đi được. Cuối cùng không đi được. Chuẩn bị đầy đủ hết trơn rồi là không đi được.
Thì ra cái không đi được đó lại là cái may nhất của thầy. Nếu mà mình cứ rỗi thì mình ngồi trời ơi buồn quá, mình sao mà tủi thân quá, không có được đi, ai ta cũng được đi học nước ngoài, còn mình không được đi học gì hết, cứ tủi thân như vậy thì mình khổ thôi. Nhưng mà hóa ra lại đó lại là một cái may mắn cực kỳ lớn của thầy. Nhờ vậy cho nên thầy không đi học ai cả, mà là từ nghiên cứu, từ học hỏi, từ chiêm nghiệm, từ trải nghiệm để thấy ra cái giá trị của cái mà từ đó rất là cao. Đức Phật cũng mình nói đó, Đức Phật là từ mình ngộ lấy, không thầy chỉ dạy. Tại sao mình lại lệ thuộc vào tư tưởng ông thầy? Ông thầy chưa chắc gì đã hiểu đúng cái kinh đó. Rồi ông dạy, ông cứ nói kinh đó thế này thế kia rồi mình phải nghe. Đó. Mình phải hoàn toàn lệ thuộc vào ông thầy. Lệ thuộc vào cái ngôn ngữ mà người ta ghi chép lại. Trong khi đó mình từ mình chiêm nghiệm, nghiên cứu, từ mình học hỏi. Mà cái học hỏi lớn nhất là học hỏi qua trải nghiệm đời sống. Đó. Hóa ra đó, cái mà mình cho là rủi thì nó lại là cái may. Rồi hồi đó trời ơi sao mà huynh đệ của mình ai cũng đi học tiến sĩ đồ cả, còn mình là coi như thất học. Mình gọi là thuộc loại thất học rồi. Nhưng rồi khi mà thầy từ trải nghiệm chiêm nghiệm rồi thấy ra vấn đề, khi mình thấy ra được vấn đề thì lại là mọi người mình dạng thì bắt đầu người ta thấy ra hay người rồi châu Âu mời đi, Mỹ mời đi, châu Úc mời đi. 10 năm từ 2009 đến 2019 là đi dạng 22 nước trên thế giới. Thì tại vì cái này thầy cũng tính, nhưng mà tại vì lý lịch đó, lý lịch bác mình khai là đi bao nhiêu nước nên thầy ngồi thầy tính lại đó. Mà đó là nước đó ghê, chứ còn ở một cái nước ví dụ như nước Mỹ đó, là tới mấy chục triệu bang, 50 mấy triệu bang. Thì mà đi nước riêng nước Mỹ không là đi 20 mấy triệu bang, thí dụ như vậy. Thì lúc đó đó mình mới nói ủa, hồi đó mình mặc cảm là mình không được đi nước ngoài để học, mà tán là cái số mà pháp vận hành đó là đi nước ngoài để dạy chứ không phải để học. Cho nên một người mà chịu khổ như vậy, hiểu được cái nỗi khổ như vậy, tâm họ vẫn đủ bình tĩnh sáng suốt thì họ sẽ giác ngộ. Mà họ giác ngộ thì họ sẽ dạy được cả thế giới. Chứ tại sao lại gặp cái hoàn cảnh đó mình lại thấy là mình đau khổ, mình phiền não, mình thế này thế kia. Cảnh khổ là nấc thang cho bậc anh tài, mà là kho tàng cho những người khôn khéo, và là vực thẳm cho những kẻ yếu đuối. Đó là tại vì mình yếu đuối. Vậy thì nghiệp là gì? Nghiệp là thái độ của mình trước mọi hoàn cảnh. Cái hoàn cảnh đó là thuần hay là nghịch, được hay mất, hơn hay thua, thành hay bại, vui hay khổ. Nhưng mà cái đó mình đừng nói là nghiệp gì. Có lẽ ai cũng phải trải qua tất cả những cái đó, chứ không phải nghiệp của ai hết đó. Không có ai mà sinh ra một cái là ngay từ đầu cho đến khi thành Phật là luôn luôn là thuần hết trơn, là không có. Chính phải học những cái bài học nghịch đó. Luôn luôn là Đức Phật là có Đề Bà Đạt Đa đi theo, cứ hài ngoài đủ mọi thứ. Thì có hài như vậy á thì Đức Phật mới phát huy được trí tuệ và đạo đức. Chứ còn không sao phát huy trí tuệ đạo đức. Vậy thì cái thái độ học hỏi từ những cái hoàn cảnh đó mới gọi là nghiệp. Nếu mình qua đó mà mình vẫn bình tĩnh sáng suốt, mình vẫn học được bài học từ bi nhẫn nại trí tuệ đủ thứ, thì cái đó chính là đạo đế diệt đế. Còn nếu qua bài học đó mà mình phiền não, mình bực tức, mình giận hờn gì đó thì đó là tập đế khổ đế. Vậy thì cái nghiệp ở đây đó chính là cái thái độ của mình trước một cái sự kiện, trước một hoàn cảnh. Chứ đừng có đổ cho cái hoàn cảnh đó là nghiệp gì.
thấy người ta bị tàn tật, cái là khinh thường, nói người này kiếp trước làm ác quá cho nên bây giờ bị tàn tật. Nói vậy oan cho người ta, mà nhiều khi người ta trong cái tàn tật đó, người ta lại đang học ra được bài học giác ngộ. Thiền sáng. Rồi nhiều khi mình lại đặt ra nhiều vấn đề nào là cái người đó phải đủ ba nhân, đủ này kia kia nọ, là toàn lý luận lý trí. Đó. Chứ còn bây giờ cái người đó người ta đang ở trong hoàn cảnh đó, mà người ta lại là cái thái độ nhận thức của người ta đối với hoàn cảnh đó vẫn là đầy bình tĩnh sáng suốt. Để thấy giống như có một vị tỳ kheo đó, người ta giải thích là do cái vị tỳ kheo đó kiếp trước thế này thế kia, chứ còn cái vị tỳ kheo đó là sinh ra là luôn luôn là không được đủ ăn, mà ăn là toàn là ăn đồ thiêu đồ thối không thôi. Thậm chí là người ta để bát ông tu rồi, mà người ta để bát cho ông đồ ngon, nó cũng thành đồ thiêu thối. Thì mình đổ cho là đó là do cái nghiệp kiếp trước ông làm thế này thế kia. Nhưng mà vấn đề là bây giờ ông vẫn bị như vậy, mà ông vẫn chứng ngộ A-la-hán như thường. Cái đó mới là vấn đề nè. Vấn đề ăn đồ thiêu không, suốt đời ăn đồ thiêu không, mà vẫn chứng ngộ A-la-hán, đó mới là vấn đề. Đó. Còn nếu mà cứ như vậy rồi thì buồn phiền rồi thì oán trách rồi thế này thế kia, thì đó mới là nghiệp đó này. Đó mới là nghiệp bất thiện. Còn bây giờ qua cái đó, người ta vẫn chấp nhận sống qua ngày, mà tâm người ta vẫn bình thản, thì như vậy người ta mới A-la-hán. Vậy thì do thái độ, cái thái độ của mình như thế nào đó mới gọi là nghiệp. Chứ còn cái bây giờ nghiệp gì mà trời nắng. Trời nắng là do trời nắng thôi chứ nghiệp gì đâu. Rồi mình đổ là tại cái nghiệp tôi sao mà nó gặp trời nắng không? Sao được? Nghỉ 10 phút. Nghỉ 10 phút rồi tiếp tục lại.